Sau nhiều năm canh tác lúa nước kém hiệu quả, cách đây 3 năm, ông Sơn đã mạnh dạn chuyển đổi trồng na thái. Nhận thấy canh tác cây ăn quả cho thu nhập gấp 3 lần so với canh tác lúa truyền thống. Không chỉ riêng gia đình ông Sơn, trên địa bàn xã Định Môn, các vùng chuyên canh cây ăn quả dần được hình thành trên đất lúa chuyển đổi, với tầm diện tích lên đến trên 30 ha. So với cây na, so với cái mức làm lúa nước thì nó trên lệch xa lắm. So với lúa thì không có khi nào quá 20 triệu trên công. Mà so với làm na là lãi suất cho từ 60 ăn lên. Đồng hành cùng nông dân giai đoạn đầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hội nông dân các cấp đã tạo điều kiện để người dân tiếp cận được với nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân với lãi suất ưu đãi. Tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân thành phố Cần Thơ là 45 tỷ đồng, hỗ trợ giải ngân cho 198 dự án. Nhờ vào nguồn vốn vay này, không chỉ giúp các hộ có thêm nguồn vốn đầu tư vào quá trình sản xuất, mà còn tạo thêm động lực để phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững. Hiện nay thì bà con nông dân trên địa bàn thành phố đang tập trung quyết liệt để phát triển sản xuất, đặc biệt là có những hộ, có nhiều hộ bị ảnh hưởng sau đại dịch Covid-19. Thì đối với nguồn quỹ hỗ trợ nông dân này là tiếp sức rất là kịp thời, rất là đúng lúc để giúp cho những bà con nông dân có mô hình thực tiễn mà đang bị thiếu vốn để bà con mình phát triển sản xuất, nắm bắt cái nhu cầu thị trường và mang lại hiệu quả tốt nhất. Bản thân tôi riêng thì tôi vui. Nếu mà nhà nước hỗ trợ cho tôi được thì tôi rất là vui, bởi vì gia đình không phải mình anh mình mà đều những đây như là một cái hợp tác xã. Những cái bà con nào không gọi là dư nhưng mà nhà nước hỗ trợ được thì rất là mừng, bởi vì nó tăng thêm cái nguồn lực của mình. Không chỉ hỗ trợ vay vốn ưu đãi, các lớp đào tạo nghề về kỹ thuật trồng cây ăn quả cũng được mở ra. Tham gia vào lớp đào tạo này, các học viên nông dân được cung cấp kiến thức một cách bài bản, từ đó áp dụng vào việc phát triển hiệu quả và bền vững vườn cây ăn quả trên đất lúa chuyển đổi.